chào buổi sáng các bác nhé, thưa anh chị cô bác làm vườn nhé. Thì theo như suy đoán của buổi sáng của ngày 13 tháng 4 âm lịch này nhé, thì như hàng năm nha các bác nhé. Thì em với cái tốc độ suy đoán thì vải nó đắt từ hôm 11 cho đến hôm 13. Thì trong những cái đợt suy đoán này thì hàng năm em đã làm vải rồi, em rất có kinh nghiệm về cái tốc độ bán vải nha và quy cách bán vải nha các bác nhé. Thì trong cái xu hướng cũng như hôm 13 này là đến trưa thì sẽ là áng hàng nha các bác nhé. Thì hiện tại giờ em đang lúc sáng, thì tí nữa cái chủ đề sáng thì hôm nay em sẽ xuống làng áp, em sẽ quay video, thì đến nơi em sẽ báo cáo các bác và em sẽ quay video. Thì theo cái kinh nghiệm em bán vải hàng năm thì đúng là cái thời điểm chỉ có được ngày cuối là ngày 13 nhá, thì các bác cố gắng nhá, mà từ ngày mai đó là rẻ đi ngay. Đấy, thì cho nên là riêng về buổi sáng thì đã tốc độ như này thì em đã biết là cái chiều hướng của vải là hôm nay sẽ bắt đầu sẽ chững nhá. Đấy, các bác mà bán sớm thì vẫn bán được giá, còn bán muộn thì sẽ bán được cái giá thấp các bác nhá. Đấy là cái sự luật và cũng như là cái quy cách bán hàng của em, là em cũng khuyên các bác thật lòng luôn. Đấy, cả từ làm vườn đến làm kênh những các thứ, những cái gì em biết em sẽ chia sẻ với các bác hết. Đấy, từ cái cách bán vải bán sao cho được giá nha các bác nhá. Đấy, em sẽ xuống làm áp để em sẽ làm video để trình bày cho các bác nhá. Hello, kênh bán củi vlog làm vườn hôm nay sẽ báo giá cho các bác. Hiện tại bây giờ em đang ở ngã ba cổng làng thôn Áp nhé các bác nhé, thôn Áp xã Tân Quang nha các bác nhé. Nay em đang hiện tại giờ đang ở thôn Áp xã Tân Quang thôi nhé. Thì em báo giá các bác, hôm nay thanh hà ra rất nhiều nha các bác nhé, hôm nay thanh hà ra rất nhiều các bạn. Em xem cái giá của hôm nay 13 có gì thay đổi của ngày 11, 12 nhá các bác nhá. Hôm nay toàn ra nhà hết rồi. Thì em xem giờ là hiện tại bây giờ là mấy giờ này. Bây giờ là hiện tại bây giờ là 6 giờ 19 phút nhá. Thứ năm ngày mùng 4 tháng 6 năm 2020 dương lịch các bác nhá. Âm lịch hôm nay là 13 tháng 4 các bác nhá. Em sẽ đi báo giá cũng như là để quay những cái sản phẩm nào nó đẹp và những cái sản phẩm nào nó kém chất lượng để cho các bác bình luận giá cũng như để biết giá cả để mình đi bán cho nó hợp lý giá và tránh cái trường hợp là bán bị hớ nhá các bác nhá. Hôm nay thanh hà ra rất nhiều nha các bác nhá. Bao nhiêu bác? 82 các bạn. Điểm cân của Hà Văn đấy các bạn nhé, là 28 các bạn. 28. Gương mặt của bác cái giá 28 năm nay bán là được giá, bác cười tươi lắm. Đây, cái này là giá 28 đấy các bạn nhé. Là cái quả thanh hà là chín rất đều, quả to đấy. Nhưng mà cái ga này hơi ga này hơi châm. Rồi ok, bác cái thật xem bác vui tính phết. Rồi em sẽ đưa các bác sang bên cái điểm cân ở đối diện ở bên vụ cầm đầu cái nhá các bác nhá. Điểm cân này rất đông nha các bác nhá, ngay ở ngã ba cổng làng Áp nhá, cộng đồng thôn Áp nha các bác nhá. Hiện tại hôm nay rất nhiều thanh hà ra các bạn. Sẽ đưa các bác vào cái gian hàng xem các bác cái cân giá là được bao nhiêu nhé. Thì những cái hàng này thì cái này giá bao nhiêu đây? 30. Cái này 30 à? Các cho em mượn cái đó.
truyền, chuyên truyền nhé các bác nhé. Cái này là giá 30 này các bác này. Rồi cảm ơn anh nhé. Đây cái này của Thanh Hà là giá 30 nhé các bác nhé. Hiện tại đang cân ở thôn Áp, xã Tân Quang nhé. Điểm cân. Rồi em sẽ tham khảo một hai người đó để xem cái điểm cân ở đây, cân Thanh Hà đắt nhất nó là bao nhiêu nha các bác nhá. Cái có bác bán bao nhiêu anh? 30. Cái này cũng 30 ạ? À. Ok. Cái này là của bác trai là cũng 30 nhá các bác nhá. Cái này giá 30 này. 30 bán được không anh nhỉ? Bán được nhiều chưa bác? Mới bắt đầu năm nay thôi. À nào, năm nay có được chục tấn không? Rồi bên này cửa, bên này cân rất đông này các bạn ạ. Dạ nhau. Anh lại quay video kiếm tiền à? Vâng, chào các bạn nhá. Cửa hàng dưới cổng thôn Áp này, xã Tân Quang nhá, cân rất đông các bạn nhá. Và cân giá rất cao. Thì cái giá nó sàn em thấy hỏi 28 và 30 này. Các bác ơi. Rồi em sẽ đưa các bác vào trong gian trong nhé, để cho các bác gọi là cũng như là xem được cái bản, xem là cái anh em nó bán và nó trừ chọt là cái vấn đề nó như nào nha các bác nhá. À, em mới cân thôi. Anh chị đang nhặt và loại những cái quả nào nó chấm nó thối nha các bác nhé. Thì những cái này thì chấm thối thì người ta sẽ hàng kém chất lượng, người ta sẽ không mua. Nè các bạn này, ở dưới khu thôn Áp Tân Quang nha các bác nhá. Cái Thanh Hà này là cái này là cân bao nhiêu đây chị ơi? Cái này thì em đoán chắc khoảng tầm 30 các bạn. Nhưng mà dưới này thì cái tí nữa em sẽ phỏng vấn sau này, cái dưới này người ta làm cái cuống vải rất ngắn nha các bác nhá. Người ta làm cuống vải rất ngắn nha các bác nhá. Các bác lưu ý này. Rất ngắn luôn, còn toàn cành tăm nha các bác lưu ý nhá. Thì tí nữa em sẽ quay ra cho các bác để xem anh em với dưới thôn Áp Tân Quang này thì cái tốc độ mà cắt ngắn này thì người ta sẽ quản trừ của mình bao nhiêu cân nhá các bác nhá. Thì các bác hãy theo dõi kênh nhá. Em sẽ đưa các bác sang bên cái gian hàng bên kia. Sao hàng này không ăn rồi? Hàng này không cân à? Đây là cái thang hàng bên này nhá. Bên này thì thuộc cái bên này em nhìn nó xấu hơn này các bạn này. Cái da bên này nó xấu hơn. Thì em nghĩ nó dao động tầm 25 cho đến 28. Rồi tí nữa ra em sẽ quay và báo giá cho các bác nhé. Các anh chị làm không phải vướng quá nhé. Thì các bác thông cảm, em sẽ quay ra ngoài một chút thì cũng như là để báo giá cho các bác là cái sổ sách người ta, và tí em sẽ phỏng vấn xem là các anh em sẽ trừ như nào nha các bác nhé. Cửa hàng này cân rất đông nhỉ các bác ạ. Bên kia là của cái bên kia là của thôn cổng thôn Áp này các bác này, cổng thôn Áp này.
Rồi, ok, em đã tham khảo trên sổ sách đàng hoàng cho các bác nhé. Thì cao nhất là 32 nhé các bác nhé. Thanh Hà cao nhất, đẹp nhất là 32 nhá. Hiện tại hôm nay thì so như cái chiều hướng như hôm nay thì khả năng giảm hôm qua 3.000 một cân của cái Thanh Hà đẹp 35 hôm qua nhé. Thì trong cái ngày hôm nay sẽ là ngày cuối của ngày bán hàng cực đỉnh nhất, cũng như là ngày 10 bán hàng của ngày 14 hôm rằm nhé các bác nhé. Để cho bác lưu ý là bán vải từ bắt đầu từ cho đến mùng 10 cho đến ngày 13 nhé các bác, hàng năm và tháng nào các bác hãy để ý. Và đến cuối tháng các bác nhớ là 25 cho đến 28, 29 nhé các bác nha. Trong 3 ngày, 4 ngày đấy quay về nhé các bác lưu ý nhé. Để mình đi bán cái quả vải nó dễ dàng hơn và cũng được giá hơn nhé các bác nhé. Rồi, em sẽ đưa các bác đến điểm cân thứ 2 ở ngã ba Áp nhé, xã Quý Sơn nhé, thôn Áp, xã Quý Sơn nhé. Thì cái điểm thứ 2 bên kia thì em sẽ đưa các bác sang đấy để cho các bác xem những cái mặt hàng vải và cái chất lượng vải, quả vải nó mẫu mã nó đẹp này, thì mình bán được giá bao nhiêu, và để cho các bác so đo là hai cái điểm cân nó sẽ cân có độ gì chênh lệch khác nhau nha các bác nhé, để cho các bác được tham khảo cũng như là được biết về cái giá cả nó cập nhật nó dễ dàng hơn nha các bác nhé. Rồi, ok, em sẽ đưa các bác sang điểm cân thứ hai nhé, để các bác xem mấy bác cân bao nhiêu nhé. Cái này có bác trả bao nhiêu ạ? Chưa, mới là chưa trả, chưa có giá. À đó, có bác to nhỉ, to sáng má đấy, 28 à. Hôm nay nghe cân không đắt mà hôm qua bác ạ. Hôm nay không đắt mà hôm qua nghe khả năng trứng hơn, bởi hôm nay em thấy nhiều Thanh Hà lắm. Cái điểm cân này được giá này, điểm cân này được giá. Còn bên này em chưa vào đâu, để em vào em xem tí ạ. Rồi, chào bác nhé, em xin phép vào trong tí ạ. Ok, em sẽ đưa các bác sang điểm thứ hai nhé. Thì cái đây cũng là của Thanh Hà này các bác này. Đây, em cho em xin giá tí nhé. Cái này là điểm cân của Tuấn Hạnh nhé, ở ngã ba cổng làng Áp nhé, Tân Quang này các bác này, 29 này. Cái này là 29 nhé các bác này, hai nhà 9 nó to rất đều luôn. Hôm nay rẻ hơn hôm qua rồi các bác. Hôm qua anh này 35, qua dưới này cân anh bán không? Hôm nay bán 9 đồng. Hôm qua cân đắt, hôm qua cân 35. Anh bán bao nhiêu đây? Em mượn giá bây giờ. Anh ở cũng ở Tân Quang này. À, Tân Lập. Tuấn Hạnh nha các bác ơi. À, cổng làng Áp Tân Quang các bác ơi, 31 này. Đào xuống đi. Này là phần của mình là đầu cơ. Rồi, em sẽ đưa các bác vào gian hàng trong để xem các anh chị loại những cái phần quả như thế nào, có thấy không nha các bác nhé. Truyền hình nhá. Truyền hình. Đội quân này toàn ở biển động xuống đây làm nha các bác nhé. Bắt ạ. Vâng. Đội quân này là ban ngày đi làm vải, tối đi câu. Đây, cân sàn sàn nó thì 30 hay 30 này các bác ạ. Để xem nào. Đây các bác này, cái hàng này là hàng của 30 này các bác này. 30, 31 nhé. Và dưới này họ làm, ở dưới này làm uống ngắn hơn nhỉ.
nó làm cắt cuốn ngắn dưới này, ngắn mà nhỏ gọn lắm. Cái đây là dưới này họ làm cắt cuốn rất ngắn và nhỏ gọn nha các bác nhé. Rồi em sẽ đưa các bác ra ngoài để tham khảo cái giá cả một chút nhé. Ông dỗi thôi quá. Phải có người dỗi thế thì mới có người biết được chứ. Rồi, xem các chị hôm nay cân cái giá chung là bao nhiêu. Bác bảy đâu? Chưa, bác bảy chưa trả tiền đâu. Đây giá này các bác nhé. Okay. Thì em làm kênh thì chủ yếu là báo giá thực tế nhất cho các bác để các bác xem, cũng như là em sẽ quay chi tiết về cả sổ, cả sách các thứ các bác nhé. Thì các bác sẽ lưu ý là em quay nó rất thực tế, cái kênh em làm nó rất thực tế, em không quay hay là dối giá hoặc là chỉ hỏi qua là vấn đề gì nha các bác nhé. Để các bác nhận được cái chất lượng sản phẩm của mình nó đẹp, mẫu mã nó đẹp đến tầm nào thì các bác sẽ bán được cái tầm giá đấy, thì để cho các bác biết được, nắm được nhé, để tránh cái tình trạng là bán hớ nhé các bác nhé. Thì cái điểm cân bên này thì cao nhất cũng là 31, còn bên kia thì cái điểm bên kia các bác cân nhiều cái nhé, thì điểm bên cao nhất là 32 thôi nhá, hai bên là đã chênh lệch nhau với 1.000 một cân các bác nhá. Cho nên các bác xem video, các bác hãy cố gắng xem hết video. Rồi, ok, em sẽ đưa các bác sang cái điểm cân thứ ba nhé. Ba điểm cân này đối diện nhau ở thôn Áp nha các bác nhá, cổng làng Áp nhá, thôn Áp nhá. Thì em sẽ quay cho các bác là cái địa điểm thứ ba của cái điểm cân bản thứ ba nhá, xem cái độ chênh lệch về giá cả hay không nhá các bác nhá. Em sẽ tiến gần hỏi các anh chị đó. Anh bán rồi. Cái của anh bán bao nhiêu anh? 30, 30. Em xem giá nào con. 30 là cười được rồi, cần gì nữa. Cười tươi thế này còn. Đây là cái điểm cân của điểm cân của Hiệp Hoa và giá 30 nha các bác nhé. Rồi cảm ơn anh. Và bán được nhiều chưa nhỉ? Cái này của anh tươi mã. Cái này rất tươi mã này các bác này. Cái này 30 nha các bác nhé. Quay chi tiết luôn, cái này nó như này là đẹp rồi các bạn. Hàng 30 nha các bác nhé. Rồi em sẽ đưa các bác vào trong gian trong để tham khảo một tí nha các bác nhé. Khỏe thế nhỉ. Rồi em sẽ đưa các bác vào trong gian trong này để các anh và các anh các chị đang nhặt loại bỏ những quả thối, quả chấm nha các bác nhé. Sao không bán à? Đây hôm nay cân toàn Thanh Hà nhá, Thanh Hà hôm nay khá dậu luôn, thì cái điểm cân cũng vừa mới cân được một chút nha các bác nhé. Tí nữa em sẽ lại quay đến cái vấn đề về giá cả nhá. Thì em phải hỏi xem các anh chị ghi sổ có cho được phép cho quay không nhá các bác nhá. Thì em quay những quay về sổ này thì các bác thông cảm, và có chỗ người ta sẽ không cho quay. Thì em thường em quay em sẽ xin phép các anh chị làm sổ, nếu mà người ta cho quay thì em mới được phép quay nhá các bác nhá. Đấy thì các bác thông cảm cho em nhá. Đây là ông thổ tiến bả kia không các bác này. Hai bên 95, một bên 95, một bên 97. Kinh quá. 97 là 8 này, ngủ gần 2 tạ luôn nhỉ. Con này gần 2 tạ các bạn. Cái này lấy rồi đấy. Đúng không? Qua đấy. Đó là giá là
cái bác ạ. 7 đến 8 cân. Đấy, chúng ta cũng mới rồi. Bên này món chị là cân thoại ở đâu điện trả đấy nghe đâu đó mày. Các chị cân bên này là cân cao hơn nhá các bác nhá. Điểm cân này là trong 3 điểm cân này là đã chênh lệch với nhau mấy nghìn một cân nhá. Thì thôi em không quay bên trong nữa bởi vì các anh chị còn phải làm. Thì các bác em sẽ quay cho các bác là cái điểm cân đầu tiên ở bên kia này là lúc em quay này là cân cao nhất là 32 nhá. Và bên đây đóng số bên này là ngay dòng là áp ra nhé là 31 này. Còn cái điểm cân này là vừa cân đây là em vừa quay đây là cao nhất là 35 nhé các bác nhé. Cao nhất là mua đến 35 này. Đấy, đã có độ chênh lệch nhau 3 điểm cân đó, chênh lệch nhau quá nhiều nhé các bác nhé. Thế vậy là các bác có thể là những cái điểm cân nó gần nhau các bác có thể lượn xe một vòng để tua nhé các bác nhé. Để khảo giá xong mình bán được cái giá nó hợp lý hơn nhé các bác nhé. Đấy nhá, đây là cái khung cảnh của thôn Áp nha, ngã ba thôn Áp xã Quý Sơn nha các bác này. Cái khung cảnh là vải rất nhiều luôn. Vải cây nhà nhá. Vườn cây nhà đó. Ở dưới này em chưa thấy một chuyến u hồng nào nha các bác nhá. Chưa thấy một chuyến u hồng nào qua. Vườn cây nhà nó rất đẹp luôn. Cái điểm cân này của đầu tiên em quay này là vẫn là cân nhiều nhất nhưng mà cái điểm cân này là cân đến 32 nha các bác. Điểm cân này chỉ có 32 đâu. Điểm cân này 32 này đối diện thẳng này, ngay áp ra các bác ở trong áp ra là bên tay trái nhá. Ngay ngã ba áp bên tay trái này. Đây nha các bác nhá. Là điểm cân đấy là đẹp nhất là cân 35 rồi. Đấy, còn điểm bên cạnh của điểm này bên shop cái xe trắng trắng kia là cân 31 nha, đẹp nhất 31 nha các bác nhá. Thì trong ba cái điểm cân này thì sẽ có độ chênh lệch là cái chắc chắn các bác nhé. Thì em cũng muốn đưa những cái video nó thực tế nhất về những cái giá cả thì để cho các bác tham khảo được. Đây bị u giờ mới ra này, u hồng rất đẹp luôn. Dưới này nhiều vải lắm các bác. Rồi em mãi mới tìm được anh Bách nhỉ, ở Lamo phải không nhỉ? Em hỏi anh như này nhá. Thì cái tình trạng hôm nay anh bán thì cái tình trạng lùi cân nó có lùi cân không anh? Hôm nay em một tạ lùi 4 cân. Một tạ lùi 4 cân à? Thì là trong lúc lùi 4 cân ấy là cũng như là cái người mà nó xem hàng ấy nó nói là lùi 4 cân vào người làm sổ có lùi tiếp không anh? Không, nó chỉ vẫn như thế thôi. Vẫn lùi 4 cân ạ. Thế là điểm cân này thì từ hôm qua mấy ngày nay em đi quay thì có điểm cân này là trừ ít nhất. Vâng, thì là con nếu điểm cân này cũng cân được nhiều rồi phải không anh? Được nhiều nhưng mà mới thằng vải này nhiều là giá rẻ hơn. Vâng, anh bán bao nhiêu anh? Bán là 27. Bán 27 rồi. Vâng, rồi cảm ơn anh nhá. Vâng. Hello, em sẽ tiếp tục chứng minh cho các bác. Để chứng minh cho các bác thì hôm nay em sẽ phỏng vấn cho đến 3 người nhá. Thì để xem cái độ chênh lệch cũng như là cái tốc độ trừ cân như nào nha các bác nhá. Thì hôm nay em sẽ thực tế nhất là em sẽ phỏng vấn 3 người để các bác biết tham khảo. Thì sẽ từng điểm và cái điểm này là điểm cân mạnh nhất này các bác này. Điểm cân mạnh nhất nhá. Đúng cổng làm á, nhìn sang nhá các bác nhá. Là một tạ trừ 4 cân nhá. Đấy, thì em sẽ đi tìm người, em sẽ phỏng vấn bởi vì dưới này ngọn vượt từ lái em tìm mãi không được một người nào cả bởi vì họ đi bán 2 chuyến họ còn phải về bán tiếp các bác nhá. Ai cũng lùi 8 cân hết. Thế là hơn một tạ thì nó lại lùi tiếp chứ không? Tiếp. Ôi dồi, thế thì nếu ví dụ mà kèm 2 tạ thì là mất 20 cân này. 16 cân. 16 cân. Ôi dồi, thế chịu hỏi lại còn vặt tiếp ra nữa không? Vặt ra trừ tiếp. Vâng. Anh canh gì em? Canh quân bắn củi. Hả? À? Cục quân bắn củi với lốc. Quân bắn gì ạ? Bắn củi. Vâng. Em mua con vịt đấy. Vâng, rồi cảm ơn anh nhé. Thì đấy thì em sẽ quay thực tế chọn một người là người thứ ba nha các bác nhá. Để các bác tự tìm hiểu mày mò và tự cái cách bán nếu mà lùi nhiều quá thì các bác không lên nha các bác nhá. Là mình phải tự ý rút lui nhá.
bởi vì các bác mà gật đầu thì cũng đồng ý với cái việc là làm hao túng cho những người buôn bán đấy các bác nhé. Khu này bây giờ rất đông các bạn, thì gần như là anh em các anh các chị bán bây giờ là xe để ngoài nhưng mà vẫn vào trong lấy tiền nên em không thể phỏng vấn được ngay, mong các bác thông cảm nhé. Thì tí nữa em sẽ phỏng vấn thêm một người nữa, là trong ba người thì các bác sẽ biết. Phỏng vấn cái cô này đi bán rồi này. Bây giờ các bác thấy huyện Lục Ngạn thấy phồn vinh và mê ly chưa? Quá mê ly phải không các bác? Đó là biển vả rồi nhá các bác nhá. Đây là mới là đầu mùa, đầu vụ thôi nha các bác nhá. Chưa đến thời điểm đó, thời điểm mà nếu mà rộ nhất thì nó khoảng độ vào cuối tháng 4 này nhá. Cuối tháng 4 âm lịch này nhá các bác nhá. Cho đến đầu tháng 5 nhá thì sẽ rất rộ nhá. Điểm cân này vẫn là mạnh nhất nhá. Và điểm cân này là lúc em phỏng vấn là lùi 4 cân nha các bác nhá. Các cái lưu ý là đối diện là cổng làng Áp nhá các bác nhá. Anh bán ở đâu? Hả? Anh bán ở điểm nào ở đây? Bán điểm này à? Thế lúc nãy em phỏng vấn anh ấy, anh bảo tạ lùi 4 cân. Hả? Bảo tạ lùi 4 cân. Đây, lùi 5 cân. Lùi 5 cân à? Nói chung là nó cân nhiều cái này nó lại kiểu khác ngay đúng không? Rồi đấy, theo những ý kiến các anh là cũng rất có thể là người ta cái điểm cân là người ta sẽ cân nhiều, có nhiều khách, và cái là người ta sẽ có thể lại một là xuống giá, hai là người ta lại tính đến giai đoạn lùi cân nha các bác. Thì nếu mà lùi thêm một cân thì không sao, nhưng cái quan trọng là không lên được lùi cân quá nha các bác. Khi bán hàng các bác cũng phải lưu ý, không nên dung túng cho những người cân vải cân theo cái hình thức kiểu đấy nha các bác nhá. Các bác cũng phải đứng vững lập trường hết, cùng nhau không đồng ý đến cái mức độ là 8 cân cho đến 5 cân, các bác trừ 2 cho đến 3 cân là được nhé. Hãy làm theo và lưu ý là cùng nhau bảo nhau thì các bác sẽ làm được việc này. Hôm nay cổng làng Áp là một biển vải nha các bác nhá, toàn Thanh Hà thôi, một biển vải Thanh Hà nha, cổng thôn Áp nha các bác nhá. Buồn. Các bác xem cái đỡ buồn. Đỡ buồn. Em hỏi bác một tí được không ạ? À. Nay bác bán vải Thanh Hà, bán vải gì bác? Vải Thanh Hà. Bác hôm nay bán bao nhiêu? 30.000 cân. 30.000 cân ạ. Thì cái tình trạng lùi cân là như nào bác? Lùi cân là một tạ lùi 6 cân. Một tạ vẫn lùi 6 cân ạ? Vâng, lùi 6 cân. Vâng. Vừa bán. Ai cũng như ai ạ? Không biết, cái người khác thì tôi có hỏi đâu biết. Nhưng tôi là lùi 6 cân. Thế nhưng mà lúc đầu ví dụ như cái anh ấy, cái chị người ta xem giá rồi ấy, là hợp đồng là lùi 6 cân rồi ạ? À? Hợp đồng không phải, vào đấy nó mới lùi. À, vào mới lùi. À, mới đầu nó không lấy gì cả, nó cứ bỏ mang hàng vào đấy. À, đó. Thế nhưng cái lúc là người làm sổ người ta còn lùi tiếp không bác? Nó một tạ nó chỉ lùi 6 cân thôi, chứ còn cái quả là dùng ra thì nó sau chưa bị. Thì nếu quả dùng quả thối thì phải chấp nhận đâu các bác. Nhưng mà ở Thanh Hà nó không làm như thế. Đúng rồi, cảm ơn bác ạ. Đấy là cái lý do thứ ba, là em tìm được người thứ ba để trả lời những cái câu phỏng vấn là của những video trước, là các bác bình luận cũng như là điện cho em hỏi, và là quay một người thì nó không được thực tế. Quay một người nó không được thực tế, thế cho nên là hôm nay em sẽ cố làm một cái video thực tế nhất để cho các bác nắm được cái tình trạng lùi cân là như nào. Thì em vẫn khuyên các bác không nên lùi nhiều, lùi vừa thôi, không nên lùi nhiều nha các bác nhá. Lùi nhiều sẽ làm hư hết người ấy nha các bác nhá, sẽ thành một cái thói quen, sẽ thành một cái nền nếp đấy. Thì cái thời lượng nó có hạn nhá, thì em sẽ xin phép tạm dừng video đây. Video hôm nay em sẽ quay nói về chủ đề ở thôn Áp nha các bác nhá. Thì trong các bác xem video thì có thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhé. Em có nhiều cái động lực làm nhiều cái video mới để hàng ngày để cho các bác tham khảo cũng như là nắm được cái giá cả cụ thể của từng ngày nhé các bác nhé. Em thân ái xin phép chào các bác ạ.